Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, siêu bão Yagi, cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Việt Nam trong vòng 70 năm qua, gây ra những thiệt hại nặng nề về người và của, đã khiến nhiều chuyên gia lo ngại nền kinh tế có thể bị kéo tụt đà tăng trưởng. Thế nhưng, mức tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong quý 3 ở mức 7,4% đã vượt ngoài kỳ vọng, khẳng định sức khỏe của nền kinh tế và mở ra những triển vọng tích cực cho Việt Nam trong trung và dài hạn. Sản xuất tăng trưởng 11,4% so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu cũng ghi nhận mức tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Những chỉ số tích cực của nền kinh tế được dẫn dắt bởi lĩnh vực sản xuất và thương mại duy trì ổn định. Đây là nội dung được truyền thông và tổ chức quốc tế đề cập nhiều trong tuần qua. Ngôi sao tăng trưởng của ASEAN là hình ảnh mà HSBC lựa chọn để mô tả về kinh tế Việt Nam trong một báo cáo vừa được công bố. Theo đó, tăng trưởng quý 3 đạt 7,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo của nhiều tổ chức định chế tài chính quốc tế. Việt Nam là một trong những nền kinh tế có thành tích tốt nhất trong khu vực châu Á và ở vị trí trung tâm của hoạt động tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng ta có thể thấy rất nhiều chuỗi cung ứng đang di chuyển. Theo đánh giá của tôi, Việt Nam giữ vị trí hàng đầu trong xu hướng điều chỉnh và dịch chuyển chuỗi cung ứng. Đây cũng là một động lực quan trọng của kinh tế Việt Nam. Có thể thấy sản xuất là động lực chính của tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý 3 vừa qua, với mức tăng 11,41%. Bên cạnh đó, thương mại cũng tăng trưởng tốt. Bên cạnh tăng trưởng trong sản xuất, kết quả ấn tượng của kinh tế Việt Nam cũng được thể hiện trong dữ liệu tích cực về thương mại, trang Fiber to Fashion phân tích. Trong đó, xuất khẩu quý 3 năm 2024 tăng 15,3% so với cùng kỳ 2023. Một điểm đáng chú ý là sự phục hồi của thương mại ban đầu chỉ tập trung trong lĩnh vực điện tử, nhưng giờ đã có dấu hiệu lan rộng, chẳng hạn như xuất khẩu dệt may và da giày đã tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu đã có những tín hiệu khởi sắc, Việt Nam vẫn tiếp tục thu hút nhiều dòng đầu tư. Kinh tế Việt Nam trong quý 4 sẽ tiếp tục đà tăng trưởng. Việt Nam tiếp tục thu hút các dòng vốn ngoại khi các khía cạnh nền tảng duy trì tích cực. Bài viết trên trang thông tin tài chính Stockstar của Trung Quốc cho biết lĩnh vực bất động sản và năng lượng đều chứng kiến đầu tư gia tăng. Tính đến cuối tháng 9, cả nước thu hút gần 25 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, một phần dòng chảy vốn FDI chảy về lĩnh vực sản xuất. Điều này sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất, từ đó thúc đẩy xuất khẩu thương mại bứt phá. Bài viết với tiêu đề Việt Nam dẫn đầu thế giới về cải thiện môi trường kinh doanh trên tờ The Star lý giải sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam đối với các nhà đầu tư toàn cầu. The Star dẫn báo cáo của Economist Intelligence Unit vừa công bố tuần này. Theo đó, trong giai đoạn từ 2003 đến 2023, Việt Nam đã tăng 1,7 điểm chỉ số trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh, có mức cải thiện lớn nhất trong 82 quốc gia được đánh giá. Khi nhìn vào các chỉ số của nền kinh tế, chẳng hạn như mức tăng trưởng GDP, tỷ lệ nợ xấu hay tỷ lệ tăng trưởng thương mại và đầu tư, tôi nghĩ rằng các con số đã tự phản ánh sức khỏe của nền kinh tế. Chính phủ Việt Nam đã rất nỗ lực cải thiện thể chế, loại bỏ những rào cản, tháo gỡ vướng mắc. Các yếu tố nền tảng kinh tế của Việt Nam vẫn tích cực, bởi Việt Nam cho thấy sự cam kết mạnh mẽ với nền kinh tế thị trường, tự do thương mại và hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Kinh tế Việt Nam đang đà phát triển và tôi rất lạc quan rằng hầu hết các mục tiêu đề ra trong năm nay đều có khả năng đạt được. Trong các dự báo cập nhật mới nhất, Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng HSBC đều nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 so với trước đó, với mức tăng trưởng GDP cao nhất đạt 7%. Còn trong dài hạn, kinh tế Việt Nam cũng được các tổ chức định chế tài chính quốc tế đánh giá sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng ấn tượng trong khu vực. Trong nhiều năm, chúng tôi đều dự báo Việt Nam sẽ là nền kinh tế năng động nhất khu vực và gần như mọi năm, Việt Nam đều chứng tỏ được điều đó. Với dự báo tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,5% trong năm 2025, Việt Nam sẽ là nền kinh tế có mức tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ nền kinh tế nào trong khu vực. Trong 5 năm tới, môi trường kinh doanh của Việt Nam sẽ tiếp tục vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực. Môi trường kinh doanh có tính cạnh tranh, tăng trưởng kinh tế tích cực đã giúp Việt Nam trở thành điểm đến thu hút các khoản đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn. Điểm nóng cho các khoản đầu tư hay là xây dựng công thức phát triển. Đây là tiêu đề của một số bài báo quốc tế về khuyến nghị đầu tư ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Theo các chuyên gia, Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt để tận dụng được những thế mạnh sẵn có của mình và vượt qua các hạn chế hiện nay.
Trang tin The Diplomat có phân tích với tiêu đề "Làm thế nào Việt Nam có thể hiện thực hóa mục tiêu về ngành bán dẫn của mình?" đã phân tích những thế mạnh thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn của Việt Nam. Đó là tình hình chính trị ổn định, dân số trẻ, có trình độ và duy trì mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với các nước. Còn trong bài viết, tại sao Việt Nam là điểm nóng cho các khoản đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn trên trang tin của công ty tư vấn doanh nghiệp Source of Asia. Chi phí lao động, sự xuất hiện của các tên tuổi lớn trong khâu lắp ráp và đóng gói đang dần đánh dấu tiềm năng phát triển của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Trang tin công nghệ The Register lại nhấn mạnh, Việt Nam xây dựng công thức phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của mình. Trang tin đánh giá, đây là một nỗ lực mới của chính phủ Việt Nam trong việc định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, hướng tới mục tiêu đến năm 2050 đạt quy mô doanh thu công nghiệp bán dẫn trên 100 tỷ đô la Mỹ một năm. Tôi nghĩ rằng các bạn có tiềm năng và lợi thế thực sự trong thiết kế chip, vì tôi cho rằng hệ thống giáo dục 12 năm của các bạn có thể chuẩn bị cho lớp nhân lực trẻ tốt hơn để dễ tiếp thu các kỹ thuật và thiết kế chip chuyên sâu cần thiết. Các bạn chắc chắn có thể tham gia sâu vào hệ sinh thái chip, nhưng cần chọn đúng ngành chuyên biệt để đạt được hiệu quả tốt nhất. Và khả năng này sẽ tăng cao nếu các bạn có thể cải thiện khả năng thu hút đầu tư vào các trung tâm dữ liệu. Ba cái chữ S là baseline, là chuyên nghiệp, là chuyên biệt, E là electronics và T là talent. Kiến thức về vật lý điện tử cũng là nền tảng của ngành công nghiệp bán dẫn. Nói là chuyên biệt về electronics là hoàn toàn hợp lý. Cái thế mạnh hiện tại của Việt Nam thì đang thiên về con người. Và nếu như muốn thành công trong cái ngành công nghiệp bán dẫn thì chúng ta cần phải có những cái tài năng với cái độ chuyên môn hóa cực kỳ cao, hiểu biết sâu sắc về công nghệ vi điện tử. Hiện tại Việt Nam đang có cái vị trí quan trọng trong cái khâu lắp ráp, đóng gói với cái lợi thế về lực lượng lao động trẻ và năng động sáng tạo. Mà nếu như là Việt Nam có thể tận dụng được thì sẽ có khả năng tham gia sâu hơn với cái vai trò quan trọng hơn vào cái chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp bán dẫn để trở thành một cái điểm sáng trên bản đồ bán dẫn thế giới. Tuy nhiên, giữa những cơ hội và tiềm năng phát triển, theo trang B Company của Nhật Bản, Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức nhất định như sự thiếu hụt các công nghệ cao và chưa có các cơ sở vật chất phù hợp cho việc phát triển công nghệ bán dẫn. Theo các chuyên gia, ngoài việc có sự đầu tư đúng mức cho cơ sở vật chất liên quan, các quy định hỗ trợ, quản lý rõ ràng, Việt Nam cũng sẽ cần có phương thức thu hút người Việt ở nước ngoài về làm việc hoặc xây dựng doanh nghiệp trong ngành bán dẫn trong thời gian tới. Nếu bạn nhìn quanh khu vực Đông Nam Á, Malaysia, Thái Lan, Indonesia đều đang có các trung tâm dữ liệu lớn hyperscale để xử lý các thuật toán của trí thông minh nhân tạo AI. Ngoài ra, tôi nghĩ các bạn có thể thu hút những người Việt đã làm việc ở nước ngoài trong các môi trường tiên tiến trở về. Với một môi trường trong nước tốt hơn, tôi nghĩ rằng cũng giống như nhiều nước trong khu vực đã làm, các bạn có thể thu hút nhiều người trong số họ trở về và khởi nghiệp. Không chỉ đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Việt Nam còn thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc phấn đấu đạt mục tiêu net zero vào năm 2050, tạo sự kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế công nghệ cao và phát triển bền vững. Kiên định, bước từng bước là cụm từ mà một số trang tin quốc tế nói về Việt Nam trên con đường thực hiện cam kết mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, cùng với những chuyển đổi trong lĩnh vực năng lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Các bài viết cũng đưa ra những nhận định và phân tích về những nỗ lực của Việt Nam trong cuộc cách mạng hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững trong thời điểm hiện tại. Trong bài viết hướng đi của các quốc gia Đông Nam Á trong tiếp cận năng lượng toàn cầu và phát thải ròng bằng không, chuyên trang phân tích Cipher đã đưa ra nhận định Indonesia và Việt Nam đang dẫn đầu trong nỗ lực hướng tới nền kinh tế phát thải ròng bằng không ở Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam được xếp hạng là một trong những thị trường năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới. Bài viết cũng chỉ ra lý do để Việt Nam đạt được điều này, đó là nhờ vào các chính sách năng lượng tái tạo, bao gồm các ưu đãi về thuế cho các công ty xây dựng các dự án năng lượng sạch. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia đã ký thỏa thuận GSTP để tiếp cận nguồn vốn tài trợ, cho phép Việt Nam đẩy nhanh việc phát triển các dự án có phát thải thấp hoặc không phát thải. Bên cạnh đó, Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng về năng lượng sạch như gió, mặt trời và kể cả năng lượng thủy triều, địa nhiệt, để giải phóng được các nguồn năng lượng ấy, phục vụ sản xuất và đời sống người dân, thay thế dần năng lượng hóa thạch thì cần có những cơ chế, chính sách rõ ràng, lâu dài và bền vững.
Bên cạnh những thuận lợi, bài viết cũng chỉ ra những thách thức để Việt Nam thực hiện cam kết net zero vào năm 2050 như vẫn còn hạn chế về cách thanh toán sản lượng năng lượng tái tạo, làm tăng chi phí vốn cho các dự án. Cũng liên quan đến các thách thức cho việc thực hiện cam kết net zero, chuyên trang về năng lượng PowerGen Advancement cho biết cơ sở hạ tầng lưới điện của Việt Nam vẫn chưa được trang bị đầy đủ để xử lý khối lượng lớn năng lượng tái tạo hay việc thiếu hụt lực lượng lao động khi chuyển sang các công nghệ và cơ sở hạ tầng mới. Để giải quyết được những thách thức này, cần có sự thống nhất về các mốc thời gian cụ thể và quyết liệt thực hiện nhất quán cải cách chính sách và đầu tư, nghiên cứu cũng như đổi mới công nghệ. Cần có những cơ chế tài chính sáng tạo phù hợp với bối cảnh xã hội tại Việt Nam hiện nay để chuyển đổi dòng năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Việt Nam cần tập trung vào việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng lưới điện, đảm bảo nguồn tài chính bổ sung và xây dựng lực lượng lao động lành nghề có khả năng đáp ứng các nhu cầu nền kinh tế năng lượng tái tạo để thu hút các nhà đầu tư, đảm bảo được tăng trưởng dài hạn và ổn định. Chặng đường để Việt Nam đạt được cam kết net zero còn dài và thách thức, nhưng trên chặng đường đó, bên cạnh nỗ lực của chính phủ, luôn có sự đồng lòng, đoàn kết của các doanh nghiệp và người dân. Tuần vừa qua, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã tiến hành thực hiện các dự án nhằm tiến tới chuyển đổi xanh trong hợp tác và phương thức hoạt động. Theo báo Vietjo, Vingroup ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để thúc đẩy chuyển đổi xanh. Vingroup sẽ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ do công ty và các công ty liên kết phát triển cho khách hàng và nhân viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Mặt khác, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tích cực tham gia chiến dịch Sức mạnh Việt Nam vì tương lai xanh do Vingroup phát triển và sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh. Việc Vietjet thực hiện chuyến bay đầu tiên tại Việt Nam sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững cũng thu hút sự chú ý của các trang tin quốc tế như China Daily, Aviation News, APN. Điều này góp phần thực hiện cam kết của chính phủ về bảo vệ môi trường, thực hiện cam kết net zero và khẳng định Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của hàng không quốc tế. Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển bền vững và sẽ phải đối mặt với những thách thức có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và những thay đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều chuyên gia quốc tế đã đưa ra những khuyến nghị về hợp tác kinh tế, những lĩnh vực mà Việt Nam nên chú trọng để vượt qua khó khăn và thúc đẩy phát triển bền vững. Việc lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc tiến hành các chuyến thăm và trao đổi chiến lược có tác dụng chỉ dẫn đến chiến lược đối với quan hệ hai nước. Rõ ràng là mang đến những tác động hết sức tích cực, góp phần gia tăng năng lượng và sức mạnh cho quan hệ hai nước. Hai nước chúng ta ở gần nhau, tôi nghĩ đây là chính là lợi thế cho Việt Nam để tăng cường xuất khẩu những nông sản chất lượng cao vào Trung Quốc. Cần phải tăng năng suất, nhất là khu vực tư nhân. Riêng FDI không thể gồng gánh nền kinh tế một quốc gia có 100 triệu dân. Bạn cần đầu tư trong nước, trong đó có việc làm. Vì vậy, với các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, dịch vụ hiện chiếm phần lớn cơ cấu nền kinh tế, cần phải có sự tăng trưởng nhanh hơn về năng suất so với trước đây. Điều đó là khả thi. Tôi không muốn phủ nhận, nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra trừ khi các chính sách được cải thiện. Rủi ro bên ngoài chủ yếu là sự tăng vọt giá dầu toàn cầu. Giá dầu tăng có nghĩa là lạm phát cao hơn cho Việt Nam, cũng có nghĩa là tăng trưởng toàn cầu chậm lại, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng sự chuyển dịch tăng trưởng kinh tế từ khu vực bên ngoài sang khu vực trong nước trong năm tới. Thưa quý vị, một tuần nữa đã khép lại với những nhận định tích cực từ quốc tế về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, cũng như những nỗ lực không ngừng của đất nước trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh việc phát huy các lợi thế sẵn có, tinh thần quyết tâm của chính phủ cùng với sự đồng lòng của doanh nghiệp và người dân là yếu tố được báo chí quốc tế, các chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao. Đây chính là nền tảng vững chắc để họ tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng phức tạp và khó lường.